Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới. Và hôm nay Trần Canh tiếp tục nạp năng lượng trồng cây bonsai đinh linh, tạo môi trường xanh sạch đẹp ở khu vườn Trần Canh. Và Trần Canh sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đinh linh, làm sao cho cây có một môi trường xanh sạch đẹp và làm bonsai những tác phẩm đặc biệt để mình có một nguồn năng lượng dồi dào và có thêm sức khỏe, luôn luôn suy nghĩ tích cực. Xin mời tất cả các bạn cùng hành trình với Trần Canh tạo môi trường xanh sạch đẹp. Xin mời. Đây nè các bạn, bây giờ Trần Canh sẽ đi một vòng cho các bạn xem cái khu vườn của Trần Canh. Rồi sau đó Trần Canh sẽ chia sẻ cho các bạn biết kỹ thuật trồng cây đinh linh. Đây nha các bạn. Đó, đây là khu vườn của Trần Canh này các bạn. Ý, các bạn thấy không? Đó, đây là những cây đinh linh Trần Canh mới làm xong. Đây các bạn. Rất là nhiều luôn. Môi trường xanh sạch đẹp. Và đặc biệt đây là cái lan nha các bạn. Ồ, bạn thấy lan phượng quỷ không? Ý. Lan phượng quỷ Trần Canh mới trồng ra bông. Này đúng mùa nó ra bông các bạn. Ồ, bạn thấy bông đẹp không? Quá chi là đẹp luôn. Ý. Hai cành bông cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ồ. Đó là một môi trường xanh sạch đẹp từ thiên nhiên nha các bạn. Đây nữa các bạn. Đây một cành nữa này. Ồ, các bạn thấy không? Ui. Cành qua gần cho các bạn xem. Ồ, đấy là bông phượng quỷ nha các bạn. Được hai chậu đều ra bông. Đấy, các bạn thấy không? Môi trường rất là đẹp luôn. Ồ. Anh sẽ quay cái chậu lan kiếm cho các bạn xem. Đây là lan bắp ngô nha các bạn. Bắp ngô vừa rồi ra bông này ra trái. Trái này. Đó, phải trái không? Trái bắp ngô. Đi, trái đó. Đây, anh sẽ quay lan kiếm cho các bạn xem. Kiếm này kiếm tiên vũ nha các bạn. Xem này. Ồ, bạn thấy không? Ui. Phòng nó lên này cực kỳ là dài luôn các bạn. Lên chậu trên. Ồ, bạn thấy không? Ui. Đó là một dồi của chậu kiếm tiên vũ của Trần Canh. Sưu tập. Môi trường rất là. Đây nữa các bạn. Đây nè. Đó, chậu thứ hai á các bạn thấy không? Ý, bông cực kỳ đẹp luôn. Ồ, bạn nhìn gần nè, gần bông nè. Ý, thấy chưa? Ồ. Đây nè các bạn. Ý, lên chậu nó nè. Ồ, bạn. Rồi bông nó gần cả mét nha các bạn. Cực kỳ là dài luôn. Đúng không? Ý, bông đẹp chưa? Trần Canh vừa trước có nói lấy gương cho nó soi nhưng mà Trần Canh chưa có làm kịp. Có nghĩa là mình làm chơi lan á, thì mình sẽ có một cái tấm kiến cho nó rọi vô trong kiến á. Là lan cực kỳ là đẹp tốt luôn. Và
Trần Canh chưa có làm được. Thì hẹn các bạn trong dịp khác Trần Canh sẽ làm một cái tấm kiến 2 mét vậy. Chậu nào có bông mà mình rinh vô là mình quay cho nó xem bông luôn các bạn. Còn mấy chậu kia đang ra búp cực kỳ là nhiều luôn. Ý, bạn thấy lăng kiếm không? Kiếm này đúng kiếm luôn. Đây nữa các bạn. Để bông lên nè. Thì bạn thấy vô bông không? Ồ, đẹp bông. Ý. Ồ, búp nó các bạn. Ồ, chậu đây. Ý. Thơm lắm rồi. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Và đặc biệt cái dòng này Trần Canh đang tưới những cái mùi hương của nó các bạn. Là mùi gì là nó sẽ ra cái mùi đó. Các bạn trồng lan hãy cố gắng tìm cái mùi hương gì mình thích đó. Là mình tưới vô cây thì nó ra hôi xì luôn các bạn. Đó là cách của Trần Canh trồng và chiêm ngưỡng của cái lan này. Ồ, bạn thấy không? Dài lắm các bạn. Rồi bông cực kỳ là dài luôn. Đấy. Rất đẹp luôn. Ồ, thấy không các bạn thấy không? Vậy bây giờ Trần Canh sẽ quay những cái góc đinh lăng cho các bạn xem. Đây các bạn. Đó các bạn thấy không? Đinh lăng của Trần Canh đó. Đấy, củ nó, góc nó. Thì nó ấy, thấy không? Thì Trần Canh sẽ vô những cái chậu nhỏ quay cho các bạn xem. Đây nè các bạn, bây giờ Trần Canh sẽ làm cho các bạn xem những cái chậu nhỏ này. Mình sẽ vô chậu. Đây nha các bạn. Đó, bây giờ mình làm cho nó ra cái chậu này. Thấy không? Mình trút ra này. Thấy đây là rễ của nó này. Mình vũ ra. Đó, vũ ra như thế này. Thấy không? Mình vô phần. Đây là phần rồi nha các bạn. Hoàn toàn là mình làm điều tay hết nha các bạn. Chi là đẹp luôn. Oh, tác phẩm cực kỳ là đẹp đấy, không? Đỡ này nhưng mà thì làm cái kê chậu này chậu ra. Sau khi trồng này cây rỡ nó lên là củ nó nhanh lớn lắm nha các bạn. Đó là cách của Trần Canh làm rỡ cực kỳ nhanh lớn luôn. Thấy các bạn không?
nó nhanh lớn lắm các bạn thấy không. Anh sẽ giới thiệu các bạn mấy cái chậu vừa rồi mình vô xong này các bạn. Đó là cái kỹ thuật mình trồng cây bonsai nha các bạn. Đây các bạn xem nè. Mấy chậu bữa chân cành đã vô xong rồi. Chuẩn bị cái những cái bộ rễ này nè. Bạn thấy không? Bộ rễ này nó mêu lớn lắm. Củ nó mêu lớn, cực kỳ mêu lớn luôn. Mình vô chậu này. Đó các bạn thấy không? Tỉa rất chi là đẹp. À, cái cành mới vô. Đấy, bạn thấy không? Những cái chậu đây là trần cành mới vô xong này các bạn. Thấy không? Là mình vừa tạo thân mà vừa tạo củ luôn nha các bạn. Củ và rỡ luôn đây các bạn. Đấy, bạn thấy không? Một tác phẩm cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, bạn thấy không? Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Là kỹ thuật mình trồng cây bonsai đinh lăng nha các bạn. Đây, anh sẽ quay cái cây đây cho các bạn xem một chậu của đây nữa. Đây các bạn, đây là mình vô này trước nay cỡ một tháng nè các bạn. Củ mêu lớn luôn. Đó, các bạn thấy không? Vừa trước cái củ nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình đun như thế này là củ nó cực kỳ nhanh lớn luôn. Một tác phẩm cực kỳ đẹp luôn. Đó các bạn. Các bạn hãy nhớ cố gắng tạo môi trường xanh sạch đẹp từ cây đinh lăng này, nó rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà Trần Canh đã biết là cái cây này nó rất là quân bình nằm dương, thành cho nên là mình cố gắng mình tạo cho môi trường cái cây này thì là mình sẽ khỏe mỗi ngày luôn nha các bạn thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Mình liên tục tạo từ trường của cái cây này. Đây là những cái gốc lớn mình vô lâu rồi. Đó, cảm thấy chưa, nó nhanh lắm. Ý, các bạn thấy không, rất là đẹp. Thôi bây giờ Trần Canh sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trên thế giới trong video cớ. Trần Canh sẽ làm những cái clip nối giờ cây bonsai đinh lăng để tạo môi trường xanh sạch đẹp và mình luôn luôn có năng lượng và suy nghĩ tích cực. Các bạn hãy xem video của Trần Canh thì các bạn cũng có năng lượng như Trần Canh vậy. Thôi xin hẹn gặp lại các bạn. Xin bye bye. Hẹn gặp lại.